bây giờ trộn thô để mà láng láng lại cho nó đẹp đấy. Bể nước này bể nước 1.000 lít nha các bạn, 2.000 lít không có, thế là em mua 1.000 lít. Ok, lời chào các bạn, tên tôi Domingo. Ok, đây là chỉ có mình lên để xem tất cả mấy anh em làm đến đâu rồi. Thì rất là mừng là mấy anh em làm rất là nhanh, sơn gần xong hết tất cả các phòng rồi. Video này là mình muốn làm nói với các bạn một điều, đó là đợt dự án 5.000 áo tương đương với là 5.000 em miền núi châu Phi đi học, là hiện tại bây giờ là đến bán được 3.000 3 áo rồi, còn 1.000 bày áo nữa. Đấy, mong các bạn bỏ ra 350.000 để các bạn mua áo, vừa có áo mang này vừa có 350.000, đó là sẽ không phải là lời lãi gì của mình cả, mà sẽ đưa 350.000 đó đến trường này hoặc là trường khác để hỗ trợ cho học phí một năm cho em miền núi châu Phi đi học. Tại vì bên này rất là nghèo, nhất là trên miền núi. Các bạn mua thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại này hoặc là Zalo này 0399682002 hoặc là trang web conexto.com. Đấy, các bạn cứ liên hệ theo thông tin này, chỉ có đúng số này nhá, 0399682002. Các bạn liên hệ vào đó và sẽ có người hướng dẫn cho các bạn cách mua và cũng như là cách đặt hàng và cách thanh toán tiền. Đấy, các bạn mong các bạn ủng hộ nhá. Đợt này xong một phòng rồi, thì hôm qua mình đã quay cho các bạn xem rồi. Hôm nay lên là để xem cho anh em làm như thế nào thôi. Bây giờ là sẽ đi về kêu Lê Philip đã. Mệt lắm. Bên này ở đây như mai ở kia rất là nhiều việc. Không biết là lần này cũng có rất là nhiều người ủng hộ nữa, nên là mình muốn làm cho nó đàng hoàng để người ủng hộ tin tưởng và cũng như là các mạnh thường quân khác hỗ trợ người dân nghèo ở châu Phi này. Đợt này cũng gạo nữa, đợt này phát 200 bao gạo cho 200 hộ dân ở trên miền núi. Đấy, đợt này gạo rất là nhiều nên là mình sẽ tập trung vào trường và phát gạo với là làm bên nông nghiệp nữa, chăn nuôi. Đấy, anh em mình cũng rất là cố gắng, mong các bạn ủng hộ và theo dõi nha. Thì sẵn đây mình cũng nói luôn, đó là có Đông Mao Lù và Hùng Kaka sẽ có hai kênh. Đấy, Hùng Kaka cuộc sống ở châu Phi và Đông Mao Lù cuộc sống ở châu Phi. Đấy, hai kênh đấy là anh em tôi tạo ra và sẽ làm thêm, quay thêm cho bạn xem về cuộc sống ở châu Phi nhiều hơn, và cũng như là muốn hỗ trợ Hùng Kaka với là Đông Mao Lù. Đấy, để sau này mấy anh có thể tiếp tục làm và hỗ trợ cho người dân ở đây. Đấy, nói chung là các bạn phải ủng hộ, nhất là các bạn. Đấy, các bạn xem video, các bạn mà không ủng hộ đến hôm nay thì sẽ không có Quang Linh Vlog của trường châu Phi và cũng như là không có kênh ẩm thực châu Phi. Đó là nhờ các bạn ủng hộ nên kênh nó mới phát triển đi đến hôm nay. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hai kênh Hùng Kaka Đông Mao Lù cuộc sống ở châu Phi thì mình sẽ ghi ở dưới phần mô tả và bình luận, và cũng như ở trên này cho các bạn xem để nhầm lẫn là những cái kênh fake, kênh giả mạo đấy, để mà chuộc lời lừa đảo cái gì, các bạn nên cẩn thận nhá. Và khi mà muốn ủng hộ hoặc cũng như là muốn mua cái gì tặng cho người dân thì các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại hai cái số ở dưới cùng là cộng 24949028888 và cũng như là số điện thoại Việt Nam 0986881994, có hai số là số Việt Nam và số Angola là bên mình, thì các bạn có thể có chuyện gì các bạn có thể liên hệ vào đó.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok các bạn, thì trong khi mà đợi anh em quan giếng ở nơi khác thì anh em về đây làm cái giếng hôm qua cho xong nhé các bạn. Láng là xong luôn. Nước thì ok rồi. Nước thì là mút luôn. Bây giờ anh em sẽ láng cái này. Nó đúng không? Bây giờ trộn thô để mà láng lại cho nó đẹp. Đấy, để nước này bể nước 1.000 lít nha các bạn. 2.000 lít không có, thế là em mua 1.000 lít. Cái sắt này để bảo vệ cái máy bơm nha các bạn.
Nước chảy yếu lắm các bạn ạ. Để sau anh Phương chỉnh lại cái van nó để xem như thế nào nhé các bạn. Bây giờ láng ạ, láng chân ạ.